Chào thầy, thì bây giờ em sẽ demo một project midterm của giáo viên. Thì đầu tiên mình sẽ chạy bắt nhạc. Sau đó mình sẽ chạy front end. Đây là trang landing page của nhóm khóa học. Bây giờ em sẽ đăng ký tài khoản, bấm nút sign up. Đây là trang sign up của nhóm. Khẩu là muốn sai đó. Rồi sign up successfully thì bên thành database nó sẽ có cái tài khoản vừa mới được sign up đây. Bây giờ mình sẽ sign vô. Sau khi sign in nó sẽ đưa vào trang dashboard có những cái bài học, mình đang học, bài học yêu thích. Rồi đây nó sẽ có, bấm vào đây nó sẽ vào trang edit profile. Profile bấm edit thì sẽ bắt đầu edit. Xin lỗi, address. Bấm save nó sẽ lưu lại. Database nó ra lưu lại được. Rồi bây giờ cuối cùng là mình sẽ log out. Xong phần demo của nhóm. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.